kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Hà Nội đang có nhiều diễn biến tích cực, doanh số bán hàng bắt kịp tương đối nhanh, một lượng lớn căn hộ ồ ạt chiếm lĩnh thị trường, trong đó không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của bất động sản khu vực phía Tây, được định hướng theo sự phát triển của thủ đô Hà Nội, khu vực phía Tây đã và đang thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp bất động sản cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, khu vực này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển đó hay còn tồn tại một số mặt hạn chế. Vậy cụ thể vấn đề trên như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, dịch vụ y tế, đào tạo chất lượng cao của thủ đô, khu vực phía Tây được quy hoạch và tập trung nhiều cơ quan hành chính đầu ngành với các trường đại học cùng các trung tâm thương mại sầm uất, các tòa cao ốc hiện đại. Với quy hoạch vượt trội, khu vực này được đánh giá là mảnh đất vàng cho thị trường bất động sản hiện đại phát triển. Số các dự án tái khởi động và khởi động mới thì cũng rất là dồn dập, rất là nhiều và quy mô lớn. Thì sau một thời gian lắng động rồi là bị đình trệ, thì các dự án mà trước đây chúng ta đang phải tạm ngừng thì hiện nay là tái khởi động. Bên cạnh đó thì khu vực phía Tây còn được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, giao thông, hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Tố Hữu, Đường 70, Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn được đầu tư mở rộng. Tuyến đường sắt, Hà Đông, Cát Linh, Nhồn, Cầu Giấy đang được đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng. Tuyến biết nhanh BRT, tuyến đường vành đai trên cao tội tới các cửa ngõ của thủ đô là những điều kiện thu hút các nhà đầu tư. Thực tế thì trên uh, quy hoạch phát triển nhà ở cũng như phát triển đồng bộ hạ tầng uh, của các đô thị, thì hầu như nhà nước đã có sự quan tâm. Nhà nước cũng có những sự đầu tư nhất định về phát triển các hệ thống uh, hạ tầng này, đặc biệt là các cái hệ thống hạ tầng giao thông cũng như phát triển một số các hệ thống hạ tầng dịch vụ. Theo báo cáo của CBRE, trong cả năm 2016 có hơn 30.000 căn hộ được chào bán mới ra thị trường từ 72 dự án. Quý 4 đã đạt đỉnh ở cả số lượng căn chào bán mới lẫn số dự án mở bán. Khu vực phía Tây tiếp tục là nguồn cung chính với 37% số lượng căn mở bán mới đặt tại khu vực này, tăng trưởng so với mức 30% trong năm 2015. Các phân khúc thị trường, phần lớn lượng mở bán trong năm 2016 thuộc phân khúc trung cấp với 56%, tiếp theo là phân khúc cao cấp 30% và phân khúc bình dân 11%. Một điểm đáng chú ý trong năm 2016 là sự trở lại của phân khúc hạng sang tại thị trường Hà Nội, với hai dự án nằm tại khu vực Hồ Tây phía Tây Hà Nội. Các dự báo của Savo cũng đánh giá cao các dự án phía Tây Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã và đang mở rộng ra phía Tây nên sẽ có rất nhiều dự án mới, bao gồm cả dự án về cơ sở hạ tầng cũng như những dự án về bất động sản. Do đó dự báo đây sẽ là khu vực sôi động trong thời gian tới. Năm 2015 và năm 2016 có thể nói rằng là thị trường khu vực phía Tây có tất cả mọi người đều nhận thấy đấy là một trong những là điểm phát triển rất là nóng với rất là nhiều các sự tham gia của các chủ đầu tư lớn chủ đầu tư lớn của Việt Nam và của khu vực thị trường phía Bắc hiện diện tại khu vực phía Tây Hà Nội nó đi kèm với cái sự hiện diện là việc hoàn thiện hóa cơ sở hạ tầng ở khu vực phía Tây từ trước đây thì nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng là khu vực phía Tây chủ yếu nhờ đến bởi các cái đường chính ví dụ như là đường Phạm Hùng đường Phạm Văn Đồng, chẳng hạn như thế. Hay là bây giờ đến nay thì chúng ta thấy rằng là các cái khu đô thị như là khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Mỹ, Mỹ Trì này, rồi các khu đô thị Nam Trung Yên, tất cả các con đường nội khu, rồi ví dụ như là Hoàng Minh Giám mở rộng các đường Nguyễn Tránh Vũ Phạm Hàm trở nên quen thuộc hơn với giới đầu tư. Rõ ràng với quy việc phát triển của Hà Nội hướng về phía tây cũng như việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực là một trong những cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho sự ấn tượng của bất động sản khu vực này. Tuy nhiên thì đi kèm với sự phát triển đó, khu vực phía Tây Hà Nội cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn về áp lực giao thông và về giải quyết hàng tồn kho bất động sản. Mặc dù thời điểm hiện tại bất động sản phía Tây mới thực sự nóng lên, nhưng cách đây cả chục năm, những nhà đầu tư có tầm nhìn đã âm thầm đổ tiền vào những khu vực này. Không thể phủ nhận giá trị của bất động sản vùng lõi, nhưng rõ ràng khu vực phía Tây đã chứng minh được các lợi thế vượt trội về địa lý, quy hoạch, hạ tầng. Thế nhưng sự phát triển mạnh mẽ nếu không tính toán hết bài toán về quy hoạch, bài toán về giao thông và sự đầu tư lướt sóng thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Mặc dù chính sách quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khu vực phía Tây Hà Nội sẽ tập trung nhiều cơ quan hành chính và doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì các khu văn hóa, thương mại lớn như trung tâm triển lãm mang tính quốc tế, sân vận động quốc gia, siêu thị Big C, The Garden, đặc biệt là hệ thống giao thông đồng bộ được xây dựng hiện đại, đưa phía Tây Hà Nội trở thành lõi trung tâm văn hóa, chính trị, thương mại sôi động. Thế nhưng cơ sở hạ tầng còn phải xây dựng trong cả một lộ trình dài. Trong khi đó, nườm nượp các dự án lại đang được triển khai khiến khu vực này đang phải đối mặt hàng ngày về áp lực hạ tầng. Phóng viên VTV cũng đã có mặt tại một số những đoạn đường đang phải gồng mình hàng ngày và chắc chắn rằng trong tương lai nó sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa nếu không có sự can thiệp kịp thời. Các đường đang hiện hữu từng ngày và câu hỏi đang được rất nhiều người dân quan tâm hiện nay là khi mà tất cả các dự án tại khu tuyến phố này được đưa vào sử dụng thì liệu rằng hạ tầng giao thông như thế này có đáp ứng được hay không? Đoạn đường Lê Văn Lương tối hữu mặc dù đã được nâng cấp mở rộng Thế nhưng, với số dự án nằm im bất động một thời gian khá dài do bong bóng bất động sản và các vấn đề về pháp lý, thì nay, khi thị trường ấm lên và hồi phục, các dự án này chưa được giải quyết hết, thì hàng chục dự án khác liên tiếp đang được triển khai. Thứ nhất là cái các cơ quan quản lý cũng cần phải xem xét lại, phải đánh giá cái tác động về giao thông, về đánh giá về môi trường cũng như là đánh giá về phân tích về vấn đề mật độ. Về cái 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 giao thông trên đường thì vì vì cái hạ tầng thì phát triển tức là nó cũng không được đồng bộ hoặc là giao thông những cái tuyến đường chưa phát triển kịp nhưng mà nếu mà duyệt và cho quá nhiều cái nhà cao tầng phát triển trên cùng những cái tuyến phố khu dân cư đông đúc thì nó sẽ tác động là gây những ảnh hưởng cùng một đoạn đường một độ rộng thế nhưng số dự án lại liên tục gia tăng bài toán dễ hiểu khi vấn đề này xảy ra tắc đường hạ tầng không đáp ứng được, gây bức xúc cho người dân đang hiện hữu. Rất là nhiều lúc cũng bức xúc lắm bởi vì đi làm từ 7 rưỡi mà chỉ có khoảng 2 3 cây thôi mà đi đến hơn 8 giờ của hôm đi đến hơn 8 giờ, năm rưỡi. Đấy như thế đứng ngoài đường chờ đợi rất là bức xúc. Tôi khá con ngại và lo lắng về vấn đề mà phát triển đô thị hiện nay. Các nhà thầu thì cạnh tranh nhau rất nhiều nhưng lại không có kế hoạch và quy mô phát triển rõ ràng do đó khi mà xây dựng lên thì sẽ xảy ra hiện tượng là mà các cái hệ thống giao thông nó sẽ quá tải rất quan ngại bởi vì là sau khi mà các dự án thành công thì cái tình trạng các đường sẽ tăng lên nhu cầu phương tiện rồi số người về sinh hoạt ở dọc cái tuyến đường này là rất nhiều và tăng lên một khối lượng tức là rất lớn cho nên là thì cái giải pháp nào để mà giải quyết được vấn đề giao thông ở đây là cả một vấn đề lớn giả thiết và những lo lắng của người dân có lẽ cũng là đúng. Theo các chuyên gia, không thể phủ nhận sự cố gắng của các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua khi mở rộng các tuyến đường như Lê Văn Lương, Tố Hữu cũng như việc triển khai các dự án giao thông công cộng như tuyến xe buýt nhanh BRT hay dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Thế nhưng bên cạnh phải đối mặt với nạn tắc đường, phía Tây Hà Nội còn được nhắc đến với vấn nạn tồn kho bất động sản, một trong những hệ lụy của đầu tư lướt sóng giai đoạn trước năm 2013 nhiều dự án từng được mệnh danh là siêu dự án với quy mô hàng nghìn tỷ đồng cũng đang rậm chân tại chỗ hoặc chủ đầu tư có dấu hiệu tháo chạy, mất khả năng triển khai khiến người mua như ngồi trên lửa. Trên thực tế, có thể dễ dàng thấy hàng loạt khu đô thị đang giang dở hoặc thưa vắng bóng người dọc các trục đường lớn như Lê Trọng Tấn kéo dài, Lê Văn Lương kéo dài hay Đại lộ Thăng Long. Chủ đầu tư chưa um, đầu tư uh, tập trung vào việc phát triển đồng bộ cho toàn bộ cả cái khu dẫn đến là các cái, cái dòng sản phẩm nó chưa thực sự phù hợp. Bởi vì bây giờ khi mà các nhà đầu tư quyết định đầu tư bao giờ họ cũng tính đến cái việc là họ không phải là mua để để sang tay ngay mà họ cũng có thể tính đến cái kịch bản là họ còn có thể cho thuê được. Đấy và nhiều khi ấy, nó là sự tổng hòa của rất nhiều các yếu tố từ cái việc là đầu tư cảnh quan hạ tầng từ cái việc là cái cái ý tưởng à, sản phẩm à, thiết kế à, cảnh quan sự thuận tiện à, của dự án, sự kết nối của dự án đối với xung quanh. Theo thống kê sơ bộ, khu vực phía Tây có khoảng gần 400 dự án đã triển khai. Tuy nhiên, số lượng dự án tồn kho tại khu vực này cũng không phải là con số nhỏ. Bị đắt hơn, các phương án giải cứu số lượng dự án đang mắc kẹt ở đây cũng đang rơi vào trạng thái bế tắc, kể cả khi đã được ngân hàng, khách hàng cùng chung tay góp vốn. Vấn đề của các dự án tồn kho là cái hậu quả của cái uh, giai đoạn mà thị trường bất động sản đóng băng trước năm 2013, uh, sau cái năm 2019 khi mà có cái khủng hoảng kinh tế bắt đầu, thì đa phần các dự án uh, bất động sản đóng băng thuộc cái phân khúc văn phòng là nhiều và những cái dự án về nhà ở hay là tổ hợp thì chủ đầu tư chưa tự tin để phát triển. À, đó là là những cái vấn đề tồn động. Theo các chuyên gia, đối với những trường hợp chọn sai vị trí, sai về cung cách đầu tư, thì khó có cách giải cứu. Do đó doanh nghiệp hoặc phải tự thân vận động hoặc chờ thị trường khởi sắc. Như vậy có thể nói, khu vực phía tây Hà Nội đang thu hút được các nhà đầu tư, nhưng cũng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Giải pháp nào để khu vực này phát triển bền vững trong tương lai đang là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Rõ ràng thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội được đánh giá là có những diễn biến khá tích cực theo định hướng phát triển chung của thủ đô, thế nhưng để phát triển sao cho bền vững, phát triển sao cho đồng bộ với cơ sở hạ tầng, tránh được những rủi ro là một câu chuyện không hề dễ. mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của các chuyên gia về giải pháp phát triển trong tương lai giúp hài hòa chất lượng cuộc sống, giải quyết tồn kho và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn. Theo một báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, từ cuối năm 2013, thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng tích cực, đến năm 2015 thì đạt đỉnh. Sang đến năm 2016, thị trường có dấu hiệu chững lại và bắt đầu tiềm ẩn những yếu tố rủi ro như lệch pha cung cầu, chủ yếu lệch về phân khúc bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng và nguồn vốn xã hội mà chủ yếu là của người mua nhà đổ vào rất lớn nhưng lại có xu hướng lệch về một số doanh nghiệp. Số lượng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp tăng mạnh. Từ thực tiễn trên, các chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, mục tiêu phát triển thị trường bất động sản chính là ổn định và bền vững. Do đó, vấn đề giải quyết hàng tuần kho nhận được sự quan tâm đặc biệt. Năm 2017 là một trong những cái thời điểm khá tốt nếu như chủ đầu tư đón được những cái dòng vốn hoặc là những cái sự hợp tác từ các đối tác đầu tư nước ngoài, ví dụ như vậy thì nên có những chớp những cái cơ hội đấy để tiếp tục phát triển dự án của mình à, và không nên quá lo lắng nhiều bởi vì chúng tôi nhận thấy tình hình phát triển tốt lên dựa trên những giao dịch thực tế và những cái dự án thực tế đã thành công rồi bên cạnh việc tháo gỡ tồn kho theo các chuyên gia phát triển bất động sản phải đi kèm với sự phát triển của hạ tầng với đặc thù tại việt nam thì rất khó phát triển hệ thống ngầm chính vì vậy giải pháp kết cấu trên không gian như tàu sắt trên cao là rất phù hợp chúng ta không nên sử dụng kết cấu dày như bê tông mà thay vào đó sẽ là hệ thống lắp ráp dễ dàng thay đổi cũng như độ chịu lực tốt như thép carbon. Điều quan trọng là chúng ta phải áp dụng cụ thể từng vị trí và có sự kết hợp của nhiều giải pháp. Đây không phải là các giải pháp mà tôi tự nghĩ ra mà nó đã tồn tại 500 năm được sáng chế bởi Leonardo da Vinci. Còn theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việc chung là khi đưa ra một dự án lên duyệt thì chúng ta đảm bảo hạ tầng tốt, nhưng sau đó chủ đầu tư muốn rút dần hạ tầng và khi được chính quyền chấp nhận điều chỉnh thì không còn bản quy hoạch cũ nữa. Đồng thời, việc cấp phép xây dựng chưa được sát sao nên đây sẽ là nhược điểm cần phải khắc phục. Giải pháp này có vẻ hơi khó chịu nhưng mà quản lý cũng cần đi vào nề nếp, cũng cần có những cái những cái cách thức của một đất nước công nghiệp. Chứ đừng, đừng đưa ra cách thức quản lý như một cái hợp tác xã thì như vậy là nó không đảm bảo được sự phát triển đô thị. Savo Việt Nam nhận định, đây là thời điểm thích hợp để xem xét kỹ lưỡng hơn vấn đề quy hoạch và phát triển bất động sản. Quy hoạch thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các dự án phát triển bộc phát, thiếu quy hoạch thực sự lãng phí tiền của. Quy hoạch xem xét các yếu tố như cơ cấu dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng, hệ số sử dụng đất và từ đó tạo ra các dự án bất động sản bền vững hơn. Các nguồn lực sẽ được phân bổ cho các dự án có tiềm năng nhất. Quy hoạch thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các dự án phát triển bộc phát thiếu quy hoạch thực sự là lãng phí tiền của. Quy hoạch xem xét các yếu tố như cơ cấu dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng, hệ số sử dụng đất và từ đó tạo ra các dự án bất động sản bền vững hơn. Các nguồn lực sẽ được phân bố cho các dự án có tiềm năng nhất. Tôi luôn tin tưởng vào những lợi ích mà quy hoạch hợp lý đem lại. Bên cạnh các yếu tố về giảm thiểu tồn kho, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các chuyên gia còn nhận định một trong những vấn đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bất động sản phía Tây Hà Nội là các dự án cần phải chú trọng đến chất lượng cuộc sống, chất lượng sản phẩm. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần này của chúng tôi. Để xem lại chương trình quý khán giả có thể theo dõi trên website VTV.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.